Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến môn thể dục lớp 5. Thầy tên Nguyễn Ánh Hoàng, giáo viên trường tiểu học Bơi Vọng Đông, huyện Thọ Sơn, tỉnh An Giang. Hôm nay các em học bài 68, ôn trò chơi, nhảy đúng nhảy nhanh và chặn bóng. Các em vào bài học, yêu cầu cần đạt của bài. Một, dạy năng lực. Bài học góp phần hình thành phát triển các năng lực sau đây. Thứ nhất là năng lực chung. Về năng lực tự chủ và tự học, biết tự vui chơi tập luyện cá nhân hoặc tập luyện nhóm vào trò chơi vận động. Về năng lực giao tiếp và hợp tác, biết hợp tác nhóm, vận dụng trò chơi vận động. Về năng lực giải quyết vấn đề, biết cách chơi trò chơi an toàn đúng lực. Số 2, về năng lực đặc thù, biết thực hiện vệ sinh cá nhân, chuẩn bị dụng cụ trước khi tập luyện vui chơi. Biết quan sát tranh ảnh và động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện nội dung bài học, thực hiện được nội dung bài tập. Về phẩm chất, bài học góp phần hình thành phẩm chất nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động vui chơi, tích cực tham gia trò chơi bổ trợ khéo léo, nhanh nhẹn, hợp tác. Về đồ dùng dạy học, địa điểm trên sân trường hoặc không gian ở nhà, phương tiện, giáo viên chuẩn bị tranh ảnh, còi, chuẩn bị sân bãi phục vụ trò chơi. Học sinh chuẩn bị trang phục thể thao gọn gàng. Mời các em quan sát 8 động tác khởi động. Động tác nhất, xoay cổ. Thứ hai, xoay khuỷu tay. Thứ ba, xoay khớp vai. Thứ tư, xoay cánh tay. Thứ năm, xoay hông. Thứ sáu, xoay khớp gối. Thứ bảy, xoay cổ tay, cổ chân. Tám, dậm chân tại chỗ. Mời các em xem này, thực hiện mẫu 8 động tác khởi động. Tác nhất, động tác xoay cổ. Quý vị, 1 2 3 4 5 6 7 8. Đổi chiều, 2 2 3 4 5 6 7 8. Thứ hai, xoay kiểu tay, chuẩn bị 1 2 3 4 5 6 7 8. Đổi chiều, 2 2 3 4 5 6 7 8. Thứ ba, xoay kiểu tay, chuẩn bị 1 2 3 4 5 6 7 8. Đổi chiều, 2 2 3 4 5 6 7 8. Thứ tư, xoay cánh tay, chuẩn bị 1 2 3 4 5 6 7 8. Đổi chiều, 2 2 3 4 5 6 7 8. Thứ năm, xoay hông, chuẩn bị 1 2 3 4 5 6 7 8. Đổi chiều, 2 2 3 4 5 6 7 8. Sáu, xoay khớp gối, buông chân vào, 1 2 3 4 5 6 7 8. Đổi chiều, 2 2 3 4 5 6 7 8. Bảy, xoay cổ tay kết hợp với chân trái trước, 1 2 3 4 5 6 7 8. Đổi chân, đổi chiều, 2 2 3 4 5 6 7 8. Tám, dậm chân để chỗ, chuẩn bị, dậm chân, dậm, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Đứng lại, đứng. Các em chuyển sang nội dung thứ hai, luyện tập một nhỏ. Chúng ta chơi trò chơi nhảy đúng nhảy nhanh. Mời các em quan sát hình ảnh minh họa.
chuẩn bị sân bãi như hình bên. Mời các em nghe thầy hướng dẫn cách chơi. Khi có lệnh bắt đầu của giáo viên, thì em thứ nhất bật nhảy chụm hai chân vào ô số 1. Tiếp theo bật nhảy chân trái vào ô số 2. Sau đó bật nhảy chân phải vào ô số 3. Rồi bật nhảy chụm hai chân vào ô số 4. Sau đó bật nhảy qua vạch đích rồi chạy về chạm tay bạn số 2. Rồi về cuối hàng đứng. Các học sinh còn lại thực hiện giống như học sinh số 1. Đội nào chơi xong trước là đội đó thắng. Vừa rồi thầy hướng dẫn các em chơi trò chơi nhảy đúng nhảy nhanh. Mời các em xem thầy thực hiện mẫu. Mời các em tự chơi trò chơi nhảy đúng nhảy nhanh trong vòng 3 phút. Mời các em thực hiện. Các em chuyển sang phần thứ hai, trò chơi dẫn bóng. Mời các em quan sát hình ảnh minh họa của trò chơi dẫn bóng. Sau đây thầy hướng dẫn em cách chơi, chuẩn bị như hình bên. Cách chơi: khi có lệnh xuất phát, em số 1 của mỗi đội nhanh chóng chạy lên lấy bóng, dùng tay dẫn bóng về vạch xuất phát, rồi trao bóng cho em số 2. Em số 2 dẫn bóng về phía trước, rồi đặt bóng vào sọt. Sau đó chạy về vạch xuất phát, chạm tay bạn số 3. Em số 3 thực hiện như em số 1 và cứ lần lượt cho đến hết. Đội nào xong trước ít phạm lỗi, đội đó thắng. Lực chơi như sau: xuất phát trước lệnh, ôm bóng chạy, chưa chạm tay bạn hoặc chưa nhận bóng. Những trường hợp trên là phạm lực. Sau đây thầy mời các em
xem thầy thực hiện mẫu trò chơi dẫn bóng. Bài các em xem thầy thực hiện mẫu trò chơi dẫn bóng. Các em tự chơi trò chơi dẫn bóng trong vòng 3 phút. Mời các em tập luyện. Các em chuyển sang phần 3, vận dụng. Một nhỏ, mời các em thả lỏng động tác tay, động tác chân. Mỗi động tác các em thực hiện 2 lần 8 nhịp. Mời các em nghe thầy phân tích động tác tay. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang, hai tay giơ lên cao song song. Nhịp 2, từ từ thả hai tay xuống, bắt chéo trước bụng. Nhịp 3, giống nhịp 1. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8, giống như nhịp 1, 2, 3, 4. Vừa rồi thầy hướng dẫn thả lỏng động tác tay. Tiếp theo, mời các em nghe thầy hướng dẫn thả lỏng động tác chân. Nhịp 1, đá chân trái sang ngang, mũi chân chạm đất, hai tay chống hông. Nhịp 2, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 3, giống nhịp 1, chân đá chân phải. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8, giống như nhịp 1, 2, 3, 4. Vừa rồi thầy hướng dẫn các em thực hiện 2 động tác tay và động tác chân. Mời các em thả lỏng động tác tay và động tác chân. Mời các em thực hiện 2 động tác thả lỏng. Thứ nhất, động tác tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chân.
1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7. Thôi, chúng ta chuyển sang nội dung số 2. Các em tập luyện lại trò chơi nhảy đúng nhảy nhanh và dẫn bóng đã học ở nhà vào buổi sáng. Giờ học hôm nay đến đây hết rồi. Thầy chúc các em tập luyện tốt. Xin chào. Hẹn gặp lại các em bài sau nha.